Chào các bạn, mình là Mel Cơ Trưởng đây. Các bạn thấy bản cập nhật mới trong game như thế nào? Các bạn có thích tuyết rơi không? Trời lạnh giá như thế này rồi mà Kiệt Fly và Bigamin TV còn rủ mình đi học nữa. Thật là lười quá đi mà. Bình thường thì mình siêu lười đi học luôn, nhưng mà hôm nay vì là hai người đó rủ nên là mình sẽ đi học một bữa nha. Nhà mình là một cái sân bay, nhưng mà dạo này mình không có mở tiệc nên là mình trang trí tùm lum hết. Mấy cái movie VIP này mình mua mà mình không biết trang trí như thế nào nên là mình để đại ra hết luôn á. Còn movie VIP lần này đối với mình thì mình thấy nó không có đẹp cho lắm nên là mình không có mua. Hồi nãy giờ mình để Kiệt Fly lại rước nè, mà sao không thấy vậy ta? Không lẽ là tới mà quên gọi mình sao? Bây giờ thì mình sẽ phải ra xem mới được. À, thì ra là tới lâu rồi nhưng mà không có gọi mình. Làm hồi nãy giờ mình chờ muốn chết. À quên, Kiệt Fly cũng chờ mình muốn chết luôn mà. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi rước bi nha. Nhà tụi mình cũng còn sát nhau thôi, đi bộ là tới, nhưng mà tụi nó muốn làm màu vậy á. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello Bi, nghe nói là hồi nãy giờ Bi hói lắm phải không? Đi thôi nào. Ủa, Bi rất ngày rồi. Ai kêu đi học mà đòi nó con vịt làm gì? Nặng quá, không giữ được thăng bằng nên là té đó. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi đến trường thôi. Bình thường muốn đi học là người ta chỉ cần lấy điện thoại ra bấm một cái thôi là tới trường rồi. Còn cái này làm màu phải chạy xe đồ nữa. Trước khi vô trường thì tụi mình sẽ đi mua hot dog ăn nha. Các bạn thấy Kiệt Fly tuân thủ giao thông ghê không? Đúng là tài xế của mình tuyển chọn mà. Bây giờ thì tụi mình ăn thôi nào. Nhưng mà mọi người có thấy là hai người này đi học mà mặc đồ kiểu gì không? Một người thì giống như thợ lặn, còn một người thì giống như con vịt ở dưới nước mới lên vậy á. Kiệt Fly nó nói nó đi tìm Johnny Nguyễn kìa. Đúng rồi, hôm nay các bạn thấy thiếu vệ sĩ của mình đúng không? Thì hôm nay vệ sĩ của mình nó lại đi theo gái nữa rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào học thôi. Tiết đầu tiên là tiết kết hợp thẻ. Không biết là có bạn nào thích tiết này giống mình không? Lúc đầu mình mới học cái tiết này thì mình thấy nó rất là khó và mình khá là ghét nó luôn. Nhưng mà bây giờ mình rất là thích nó. Cái môn này cần sự bình tĩnh và ghi nhớ khá là cao, cho nên là khi mà nó xuất hiện nhiều cái hình thì mình khá là rối nữa. Mình khuyên các bạn là khi mà các bạn gặp nhiều thẻ và các bạn không nhớ vị trí của nó ở đâu thì các bạn cứ bấm lại thôi. Khi đó thì nó sẽ qua cái thẻ mới và cái thẻ mới thì nó ít hơn. Như vậy thì nó sẽ không tốn thời gian khi mà các bạn mò và nó còn nhiều combo hơn nữa. Tiết đầu tiên là mình đứng nhất trong ba người luôn rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi học môn tiếp theo thôi. Trong ba đứa mình thì Kiệt Fly là ít đi học nhất. Bạn ấy cũng tự nhận bạn ấy là học sinh cá biệt nữa. Còn Bi thì học rất là giỏi luôn. Tiết tiếp theo là tiết toán cao cấp. Nếu mà mấy bạn nào mà mới học cái môn này á thì các bạn sẽ thấy là nó khá là rối mắt và các bạn hay quên cái số nữa. Giống như là mình lúc mới học vậy á. Và Kiệt Fly bây giờ đang là một điển hình nè. Mình lại hạng nhất trong ba người, Bigamin hạng 2 và Đắng Gia Xua lại tiếp tục hạng bét nữa rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn trưa nha. Tụi mình cười chọc quê Đắng Gia Xua nè. Học thì dở mà ăn thì nhiều. Haha, Bi đứng lên sao đồ mắc ghế luôn, liêu liêu. Có quá trời bạn fan nhận ra Mel luôn rồi, bây giờ thì Mel phải chạy trốn thôi. Tiết thứ ba là tiết toán. Trời ơi, gặp một đứa tan nhanh hơn não như Mel thì không biết học như thế nào đây. Trong tất cả môn học thì Mel sợ nhất là môn toán và môn tin học luôn á. Mấy cái chữ tiếng Anh trong môn tin học thì rất là dễ thôi, nhưng mà khó một cái là mình phải đi tìm mấy cái chữ để ghép lại với nhau, thì như vậy nó khá là khó nhìn. U là trời, Mel không ngờ là Mel được hạng nhất luôn á. Trời ơi, thật là ghê quá đi. Bi lại tiếp tục hạng 2 và Đắng Gia Xua lại tiếp tục hạng bét. Học quá là dở luôn mà. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi học môn tiếp theo thôi. Môn tiếp theo là môn nấu ăn. Môn này lúc trước mình còn không hoàn thành được nữa. Nhưng mà sau khi mà mình học nhiều thì bây giờ mình có thể bấm nhanh được và mình còn không hay bị nhầm nữa. Vì có câu mài sắc có ngày đến kim mà. Hên quá đi, mình đã hoàn thành được nữa rồi. Và mình lại đứng nhất trong ba người nữa rồi nè. Trời ơi, hai người này học kiểu gì vậy? Học kiểu này đi bán vé số luôn đi. Các bạn thấy Bigamin cầm con cá heo không? Bạn ấy tính tái tranh con cá heo đó. Hu hu hu, thật là tội nghiệp quá đi. Tiết cuối cùng là tụi mình sẽ học sinh vật nha. Sinh vật thì mình đã học rất là dở rồi nên là mình rất là thích luôn. Sau khi học xong thì tụi mình sẽ đi chơi tiệc trò chơi. Nhưng mà nhắc đến tiệc trò chơi, khi mà mình chơi cùng mấy đứa này thì mình chơi khá là nhây luôn á. Ủa cái gì vậy? Tự
nhiên đang học mà mình bỗng nhảy lên rồi hết tiết luôn. Hu hu, đáng ra là mình sẽ được nhiều hơn thế, tại vì mình bỗng nhảy. Hu hu. Bây giờ tụi mình sẽ chơi từ trò chơi thôi. Vòng đầu tiên là đèn xanh đèn đỏ. Thì cái vòng này, ủa, tự nhiên đánh nhau xua chết luôn rồi. Ha ha ha, mới vô mà. Trời ơi, mới vào thôi mà chỉ còn có 6 người thôi. Mình nghe nói là cái máy đèn xanh đèn đỏ này rất là hay dễ bị lát luôn. Có vài bạn đứng im nhưng mà cũng bị bắn nữa, không hiểu tại sao luôn. Ủa, mà hình như Benjamin cũng bị bắn luôn rồi. Vậy chỉ còn có một mình thôi. Vậy thì mình sẽ thoát ra nha. Có bạn nhận ra mình kìa, vui quá đi. Map tiếp theo được mình chơi đó chính là sàn nhà lỏng lẻo. Cái sàn nhà này mình thấy nó cũng lát giống như là đèn xanh đèn đỏ vậy á. Đám gia sư nó tự tử kìa các bạn. Nói vậy thôi chứ đám gia sư đang làm gốc lát đó. Ủa là sao ta? Xung quanh mình cái sàn nhà mất tiêu hết rồi. Vậy mình biết nhảy đi đâu đây? Cái này có phải là lát không ta? Rồi tụi mình chết hết luôn, chỉ còn một bạn thôi. Mình tức quá nên là mình đi chơi tháp vô cực luôn nè. Các bạn làm nhiệm vụ tuần lộc đến đâu rồi? Các bạn đã nhận được xe tuyết mini chưa? Mình thấy đã có bạn nhận được xe tuyết mini ở trên nhóm rồi á. Nhưng mà tại sao nhiệm vụ của mình lại bị giới hạn ta? Còn của người ta thì có thể làm hoài được luôn. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Của các bạn có bị giới hạn không? Hay là các bạn làm được hoài? Các bạn nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Tháp vô cực đối với mình bây giờ thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà vì mình chơi bằng điện thoại nên là mình nhảy nó chậm hơn so với máy tính nhiều. Vì mình thấy mấy bạn trong nhóm của mình rất là hay vẽ tranh của mình luôn, nên là mình tính tổ chức một cái mini game. Mình sẽ chọn một vài bạn vẽ tranh của mình sau rồi đăng lên nhóm. Bạn nào được nhiều bình chọn nhất thì sẽ được quà. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn có đồng ý như vậy không? Nếu bạn nào muốn tham gia mini game này thì các bạn hãy tham gia nhóm của mình ở trên Facebook nha. Đường link thì mình sẽ để dưới phần bình luận. Các bạn còn chủ đề gì muốn tụi mình làm nữa thì các bạn nhớ bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Video của mình đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.